Thưa quý vị, ngày 21 tháng 5, Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Tây Ninh ra thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh là cấp 2, cấp trung bình. Theo đó, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã có mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng không còn ở mức cao. Theo bản tin dự báo thời tiết và cấp dự báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm, hiện nay cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là cấp 2, cấp trung bình. Tuy nhiên, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, có thể xuất hiện trở lại các đợt nắng nóng trong thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng, Thường trực Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có rừng, các đơn vị chủ rừng và chi cục kiểm lâm không được chủ quan công tác phòng cháy chữa cháy rừng cho đến khi mùa mưa chính thức bắt đầu. Ngoài ra, căn cứ theo cấp dự báo cháy rừng để thực hiện biện pháp phòng cháy rừng phù hợp quy định tại điều 46 Nghị định 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ